Lý Thường Kiệt tận dụng thời gian quý giá, khi nhà Tống đang bận chuẩn bị lực lượng, ông đã thiết lập nhiều tầng phòng ngự trên lãnh thổ nước ta. Tháng 10 năm 1076, quân Tống đến đất Tư Minh thuộc trại Vĩnh Bình, chuẩn bị tiến đánh châu Quảng Nguyên, Môn, Tô Mậu và huyện Quảng Lang. Tướng Lưu Kỷ của Đại Việt là một tướng giỏi, nên đã được quân tiên phong của Tống do Yên Đạt chỉ huy, cầm chân quân Tống một thời gian. Yên Đạt thấy Lưu Kỷ thủ vững khó hạ, nên dùng kế ly gián, phao tin rằng Lưu Kỷ đầu hàng Tống đến các động xung quanh, làm họ tưởng thật nên đã hàng Tống. Lưu Kỷ quân cô thế cô, đành phải đầu hàng, Quảng Nguyên đã về tay quân Tống. Ngày 11 tháng Chạp, quân Tống tiến đến Ải Chi Lăng, nơi đây quân nhà Lý bố trí các đồn trại từ Quyết Lý ở phía bắc châu Quảng Lang và Ải Chi Lăng phía nam, người chỉ huy là Phò Mã Thân Cảnh Phúc, Thiên Thành Công Chúa, tướng Đinh Hoàng Nghi, lực lượng ở đây có 5.000 quân và cả voi chiến. Nhưng các tướng Tống sang đây, vốn toàn là danh tướng, thân kinh bách chiến, bụng đầy mưu lược, nên không dễ đối phó. Các tướng Đào Bật, Khúc Chẩn, cùng Triệu Tiết, dùng quân uy và lợi lộc dẫn dụ, rốt cuộc đã chiêu hàng được nhiều tù trưởng bên Đại Việt như Hoàng Kim Mãn, Vi Thủ An, Nùng Quang Lâm, Nùng Thịnh Đức, Nùng Tôn Đảng quy hàng, nên đã tìm ra đường, hai mặt giáp công Ải Chi Lăng. Sau một trận chiến vô cùng khốc liệt, Phò Mã Thân Cảnh Phúc, Thiên Thành Công Chúa và Đinh Hoàng Nghi phải rút lui. Phò Mã và các tướng lĩnh nhân đêm tối bỏ cửa ải, rút lui vào rừng núi, chuyển qua thế phòng ngự chủ động, đánh du kích sau lưng quân Tống. Tuy nhiên, trên mặt biển thì quân Tống lại không may mắn như thế. Hạm đội do Hướng Ngạn Tiên và Lưu Sơ chỉ huy đã bị Đô đốc Đại Việt là Trần An và Trần Lâm đánh tan, chỉ còn hai chiếc tàu chạy về Quảng Châu. Sau khi thuận lợi chiếm Quyết Lý và Chi Lăng, quân Tống ùn ùn đổ về đồng bằng sông Hồng. Đạo thủy quân của Tống do Dương Tùng Tiên chỉ huy, gồm 5 vạn đại quân cùng vài trăm chiến thuyền loại lớn, ầm ầm tiến vào hải phận Đại Việt, nhằm phối hợp với đạo quân của Quách Quỳ để đưa quân Tống sang sông. Đạo quân này tiến theo đội hình hàng dọc, không phát hiện được quân Đại Việt mai phục ở sông Đông Kênh, nên đã lệnh cho toàn quân tiến gấp vào sông Bạch Đằng. Khi hạm đội Tống đã lọc vào trận địa mai phục, Lý Kế Nguyên phát lệnh tiến công, bị đánh bất ngờ, quân Tống thua to. Dù hạm đội của họ tuy lớn, có nhiều thuyền chiến, nhưng chỉ là loại thương thuyền nặng nề, cơ động chậm, thủy binh là quân ô hợp vơ vét từ miền Nam Trung Quốc, nên đã nhanh chóng tan rã. Trong khi đó, thủy binh của Đại Việt là những hạm đội tinh nhuệ nhiều năm, gồm toàn các binh sĩ thiện chiến, dùng thuyền nhỏ nhẹ mà cơ động, lại dựa vào thế hiểm để lập thành thế trận mai phục, dài tới vài chục dặm. Trong trận giao tranh này với Đại Việt, quân Tống thua to, hơn 100 chiến thuyền bị đánh chìm, hàng vạn quân bị giết và bị bắt. Dương Tùng Tiên phải ra lệnh cho các chiến thuyền còn lại chạy về phía đông, để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn. Phải mấy ngày sau, họ mới tập hợp được số chiến thuyền còn lại về vùng biển Liêm Châu, lập thủy trại cố thủ. Thắng lợi của trận thủy chiến Đông Kênh đã làm thất bại hoàn toàn kế hợp vòng chiến lược của Quách Quỳ và đẩy Quách Quỳ, Triệu Tiết vào hoàn cảnh không có phương tiện cho đại quân vượt sông. Có thể nói, nếu không có thủy quân tinh nhuệ và trận thắng này, thì tình thế của Như Nguyệt sẽ giống như chỉ mảnh treo chuông, khi 12 vạn quân Lý phải đương đầu cả 50 vạn đại quân Tống. Kinh thành Thăng Long nằm giữa châu thổ sông Hồng, bốn bề trống trải, nên rất cần có những phòng tuyến vững chắc để bảo vệ. Lý Thường Kiệt đã dày công sắp đặt một hệ thống phòng ngự khổng lồ, từ đồng bằng lên tận miền núi. Ngoài tuyến phòng ngự miền núi đã nói ở trên, sau khi quân Tống đã vượt qua, thì phòng tuyến cuối cùng là phía nam sông Như Nguyệt. Tại đây, Lý Thường Kiệt cho đắp đê cao như thành, và trên thành dùng tre làm thành lũy cao mấy tầng, đối với dãy Tam Đảo ngay sau sông Cầu, làm thành một đại chiến lũy dài gần 100 cây số. Lúc này, toàn bộ bờ nam sông Như Nguyệt đến Thăng Long gần như đã biến thành một pháo đài khổng lồ. Phía xa xa trên thượng lưu sông Như Nguyệt, ngay sau núi Tam Đảo, đoạn sông Phú Lương là đạo quân Thiên Tử binh trấn thủ, do Phò Mã Hoàng Kiện và công chúa Động Thiên chỉ huy, gồm có hiệu Vũ Thắng của tướng Trần Di, hiệu Bổng Nhật của tướng Lý Đoan. Gần một chút là vành đai chiến lũy Như Nguyệt, án ngữ ngay ở cửa ngõ vào đình bản, do Trấn Bắc Thượng tướng quân Nguyễn Căng và công chúa Vũ Thanh Thảo phụ trách, với đạo Thiên Tử binh hiệu Bổng Thánh của tướng Mai Cầm, hiệu Bảo Thắng của tướng Quách Y. Đại quân còn lại giữ mặt trận phòng ngự chủ chốt,
dọc theo lũy Như Nguyệt, chặn đường đến Thăng Long. Trấn ngự ở đây có công chúa Thiên Ninh, cùng các hiệu thiên tử binh tinh nhuệ nhất, gồm hiệu Ngự Long do tướng Phạm Dật chỉ huy, hiệu Quản Thánh của tướng Vũ Quang, hiệu Phù Đổng của tướng Hà Mai Việt và hiệu Hồng Châu của đô thống Dương Nghi phụ trách. Về thủy quân, thì quân nhà Lý đóng ở bờ nam, chặn đánh địch qua sông, với hỗ trợ từ đại doanh ở sông Lục Đầu, do Tín Nghĩa Vương Lý Chiêu Văn trấn thủ. Lực lượng ở đây có đạo thiên tử binh hiệu Đằng Hải của tướng Trần Ninh và quận chúa Trần Ngọc Hương chỉ huy, hiệu Long Dực của tướng Dương Minh. Ngoài ra, còn một đội thủy quân khác ở cửa sông Đông Kênh, do Trung Thành Vương Lý Hoàng Chân chỉ huy. Đạo thiên tử binh này dùng thuyền nhỏ tập kích địch vượt sông, cũng như chặn giặc ngoài chiến lũy, gồm có hiệu Hùng Lược của tướng Ngô Ức, hiệu Vạn Tiệp của tướng Tạ Duy. Xa nhất ngoài sông Bạch Đằng cho đến lãnh hải trên biển Đông là hạm đội lớn và tinh nhuệ nhất, do đô đốc Lý Kế Nguyên trực tiếp thống lãnh. Đạo quân này về sau đã đánh tan cánh thủy quân nhà Tống, khiến cho Quách Quỳ không hợp quân được, thua trận và phải bó tay chịu nhận hòa đàm mà về nước. Mang theo tổng quân số hơn 50 vạn quân, tính cả quân thủy bộ, bảo binh tận dụng làm phu xe, vận chuyển quân nhu, cùng với rất nhiều danh tướng bách chiến thời đó, quân Tống rất tự tin là sẽ sang phẳng Như Nguyệt và chiếm Thăng Long nhanh chóng. Quách Quỳ đã hạ lệnh cho quân nghỉ ngơi hạ trại, tổ chức tiệc khao quân ăn Tết, rồi mới tiến hành tấn công. Quân Tống chia quân làm 3 mặt trận, đóng dài dọc theo sông Cầu. Thứ nhất, mặt trận trên bến đò Phú Lương trao cho Yên Đạt làm chánh tướng, Khúc Chẩn làm phó tướng, với 3 tướng Lôi Tự Văn, Lữ Chân, Lý Hiếu Tông. Ngoài ra còn có bọn hàng tướng Hoàng Sầm Mãn, Đùng Thuận Ninh, Sầm Khánh Tân làm hướng đạo. Mặt trận Vạn Xuân trao cho Tu Kỷ làm chánh tướng, Đào Bật làm phó tướng, với 4 tướng xung kích địch tường, Quản Vi, Giới Định, Lý Thật, 2 hàng tướng Lưu Báo, Nùng Sĩ Trung làm tướng dẫn đường. Mặt trận Như Nguyệt, Triệu Tiết làm chánh tướng, Miêu Lý làm phó tướng, với 5 tướng xung kích Diêu Tự, Vương Tiến, Bình Viễn, Đặng Trung, Lưu Mân, các hàng tướng Nùng Thịnh Đức, Nùng Quang Lâm, Hoàng Kim Mãn làm tướng dẫn đường, 2 tướng kỵ binh Trương Thế Cự, Vương Mẫn Lưu Động, do chính Quách Quỳ chỉ huy. Trận chiến sinh tử diễn ra như thế nào, chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện trong tập sau. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.